Thúy Vân khoe mái tóc mới do ông xã cắt. Xuất hiện ở họp báo chiều ngày 22 tháng 11 với mái tóc tém, Á hậu, ca sĩ Thúy Vân tiết lộ ông xã doanh nhân đã giúp cô thực hiện ước muốn để tóc ngắn. Thúy Vân gây bất ngờ ở sự kiện khi xuất hiện với tóc ngắn vuốt ngược diện áo khoác da măng tô bên ngoài sơ mi, quần tây. Nhiều năm trong showbiz, đây là lần đầu cô để tóc ngắn và lên đồ phong cách mạnh mẽ kiểu nữ tổng tài. Người đẹp mang tạo hình của bản thân trong MV Trái tim lưu ly, sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô, đến họp báo. Cô cho biết cô có thể phát hành MV trực tuyến nhưng cô và ekip muốn tổ chức họp báo để được giới thiệu hình ảnh mới này đến với mọi người. MV cho thấy sự chuyển biến từ hình ảnh tóc dài dịu dàng sang tóc tém mạnh mẽ của Thúy Vân. Thúy Vân kể, từ bé cô đã muốn để tóc ngắn nhưng bố cô không đồng ý, ông cho rằng con gái phải để tóc dài mới đúng. Người đẹp tự hứa với lòng mình sẽ xuống tóc khi 25 tuổi. Nhưng đến giờ khi 29 tuổi và đã làm vợ, làm mẹ, cô mới thực hiện được điều này. Người giúp cô hoàn thành mong muốn đó chính là ông xã Vũ Hoàng Nhật. Tại họp báo giới thiệu MV, Thúy Vân hé lộ video ghi lại cảnh chồng tự tay cắt tóc cho cô. Trong khi cô nói cô tin tưởng tay nghề anh tuyệt đối, Hoàng Nhật tỏ ra khá bối rối. Anh chần chừ hồi lâu, buộc đi buộc lại hai bên tóc cho cô trước khi cầm kéo cắt hai lọn tóc dài. Á hậu kể thời gian giãn cách xã hội vì đại dịch, vợ chồng cô thường tự cắt tóc cho nhau nên ông xã của cô đã quen với việc này. Cô cắt tóc chỉ ít ngày trước khi làm họp báo, để ghi hình thêm cho MV. Thúy Vân cho rằng mái tóc là biểu tượng nữ tính của người phụ nữ, nhưng chính chồng cô đã cắt tóc giúp cô. Điều đó cho thấy đối với anh, dù cô để tóc nào cũng nữ tính. Điều quan trọng trong tình yêu là mình lựa chọn thế nào, người bên cạnh cũng ủng hộ, yêu thương. Anh Nhật đã trao cho tôi điều đó. Nữ ca sĩ chia sẻ. Người đẹp nói thêm dù là phiên bản tóc dài lúc trước hay tóc ngắn bây giờ, cô vẫn là Thúy Vân. Tốt nghiệp trường cao đẳng văn hóa, nghệ thuật, đến 29 tuổi cô mới trở thành ca sĩ. Làm âm nhạc cho cô thấy được là chính mình. Trước đây, cô không dám nhảy. Nhưng hiện tại, cô tự tin hơn sau khi làm 3 MV. Vài lần trong họp báo, Thúy Vân nghẹn giọng vì nước mắt. Cô kể những năm qua, cô bị hiểu nhầm nhiều trong showbiz. Nhưng cô chưa từng lên tiếng giải thích. Cô không muốn khán giả nghĩ mình thích đôi co, chỉ muốn được biết đến và ghi nhận bằng sản phẩm. Tôi muốn truyền cảm hứng với hình tượng người phụ nữ đã có chồng con nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi những điều mình muốn và có được sự ủng hộ của người xung quanh. Người đẹp nói. Diễn viên Tam Triều Dân đến chúc mừng Thúy Vân. Á hậu, MC Hoàng Oanh cũng có mặt từ sớm nhưng xin phép về trước vì bận việc riêng. TikToker Phạm Thoại đội mũ bảo hiểm đến dự sự kiện, dành cho đàn chị nhiều câu hỏi hóc búa. Thúy Vân đã mời nhiều bạn bè đến sự kiện nhưng do thành phố Hồ Chí Minh mưa lớn và nhiều người bận rộn, họ chỉ gửi hoa hoặc lời chúc từ xa cho cô. Ông xã giúp Thúy Vân đón khách ở họp báo. Anh đồng hành bà xã trong tất cả công việc, hỗ trợ cô làm ca sĩ và tư vấn khi cô làm kinh doanh.